Cha Trung ương chính thức thông báo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Chu Hảo, giám đốc tổ biên tập nhà xuất bản tri thức, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ, nguyên thành viên hội đồng trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam được đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân bày tỏ đồng tình ủng hộ. Báo Quân đội Nhân dân xin gửi tới các đồng chí và các bạn bài. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Chu Hảo, một quyết định nghiêm minh, thấu lý, đạt tình, góp phần làm trong sạch đảng của tác giả Phúc Nội. Sự nghiêm minh thể hiện ở chỗ, bất cứ đảng viên ở cương vị nào nếu vi phạm kỷ luật của Đảng cũng phải xử lý để bảo đảm tính nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng, bình đẳng, trước Đảng và trước nhân dân. Khoản 1 điều 35 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành quy định: Tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật công minh, chính xác kịp thời. Việc xử lý kỷ luật đảng viên không có vùng cấm, không có ngoại lệ là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến cơ sở. Do đó, việc duy trì kỷ luật nghiêm minh chính là cơ sở bảo đảm hàng đầu để giữ vững vị thế, vai trò, uy tín, sức mạnh của Đảng. Thấu lý thể hiện ở chỗ, việc xem xét, đánh giá những vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo được các cơ quan chức năng tiến hành bài bản, thận trọng, khách quan, toàn diện, thấu đáo ở mọi khía cạnh, dựa trên cơ sở cương lĩnh, điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Chu Hảo đã vi phạm thành hệ thống, tái phạm nhiều lần, diễn ra trong thời gian dài có nhiều khuyết điểm rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu đến tư tưởng xã hội. Ông Chu Hảo vi phạm ở 3 vấn đề lớn: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý và chịu trách nhiệm chính về việc để nhà xuất bản chi thức biên tập, xuất bản, phát hành 24 cuốn sách có những nội dung sai phạm ở các mức độ khác nhau, vi phạm trong viết bài, phát ngôn, tham gia các thư kiến nghị, thư gỏ trực tiếp hoặc gián tiếp tán phát tài liệu, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, mạng xã hội có nội dung trái quan điểm, chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, Nhà nước để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vi phạm tham gia một số tổ chức, hội, nhóm, diễn đàn mà không báo cáo tổ chức Đảng có thẩm quyền. Những sai phạm khuyết điểm đó của đảng viên Chu Hảo không thể không xem xét, xử lý kỷ luật đến nơi đến chốn. Việc xử lý kỷ luật này là phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đạt tình thể hiện ở chỗ, mặc dù ông Chu Hảo vi phạm có khuyết điểm từ năm 2009 đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách về Đảng, nhưng xét công lao quá trình cống hiến của ông cơ quan có thẩm quyền đã không ban hành quyết định kỷ luật nhằm tạo điều kiện cơ hội cho ông khắc phục khuyết điểm tiếp tục công tác tuy nhiên từ đó đến nay ông chu hảo vẫn tiếp tục vi phạm đã nhiều lần được các cơ quan chức năng cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghề nghiệp gặp gỡ nhắc nhở đề nghị ông không tái phạm nhưng với thái độ thiếu hợp tác thiếu cầu thị ông chu hảo vẫn quanh co chối lỗi cố ý sai phạm mà càng về sau càng lún sâu vào sai phạm nghiêm trọng hơn dù đảng ta rất bao dung vị tha nhưng tinh thần độ lượng ấy chỉ dành cho những cán bộ đảng viên thật sự có ý thức cầu thị. Còn đối với những ai cố tình, ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả những sai phạm khuyết điểm của mình như ông Chu Hảo, thì đương nhiên phải có chế tài kỷ luật nghiêm khắc để thanh lọc đảng viên thoái hóa, biến chất, góp phần củng cố, giữ vững kỷ cương, siết chặt kỷ luật của đảng. Đó là một lẽ thường tình trong quy luật phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sai phạm của ông Chu Hảo đã rõ ràng như 2 năm rõ 10, nhưng ông vẫn cố tình không chịu nhận những khuyết điểm lỗi lầm của mình ngày 25 tháng 10, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết luận xem xét xử lý kỷ luật ông Chu Hảo. Chỉ một ngày sau đó, ngày 26 tháng 10, ông đã tung lên mạng xã hội cái gọi là tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tuyên bố này, ông Chu Hảo không chỉ rêu dào rằng đây là một bản cáo trạng vô căn cứ và thâm độc, tôi cực lực phản đối và không chấp nhận bản kết luận này, mà ông còn bộc lộ rõ chân tướng là một người chống phá đảng với một thái độ vu khống hàn học. Càng ngày tôi càng nhận thức rõ hơn rằng tổ chức chính trị mà mình tham gia không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Thật đáng chi trách một người trí thức từng có 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, từng được Đảng, Nhà nước cho đi du học gần chục năm ở Liên Xô, từng nhiều năm đứng trên bục giảng, từng là bí thư tri bộ, bí thư đảng ủy, một viện nghiên cứu, từng có 8 năm giữ cương vị thứ trưởng một bộ, mà đến giờ vẫn có những lời lẽ sai trái lạc lõng và luận điệu thù hằn như vậy không phủ nhận một số công lao nhất định của ông chu hảo trong những năm tháng công tác ở ngành khoa học và công nghệ nhưng những gì mà ông phát ngôn hành xử đối với một đảng và chế độ từng nuôi dưỡng giáo dục nâng đỡ ông thành danh đã cho thấy ông là người tiền hậu bất nhất chờ cờ cái sự chờ cờ bộc lộ ở nhiều sai phạm nổi cộm như vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng vi phạm tư cách tiêu chuẩn và những điều đảng viên không được làm tái phạm nhiều lần cố tình không chấp hành kiểm điểm và có hành vi chống đối thách thức tổ chức. Một đảng viên bình thường có những vi phạm khuyết điểm nêu trên đã không thể chấp nhận, càng không thể chấp nhận một đảng viên được đào tạo bài bản, có học hàm học vị, từng giữ nhiều cương vị quan trọng trong cơ quan nhà nước, nhưng sau khi về hưu đã sớm trượt dài trên con đường sai phạm, tự ý xa rời các nguyên tắc và bất chấp kỷ luật đảng, suy thoái rất nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, tự diễn biến tự chuyển hóa mà thực chất là phản bội lại chính con đường, lý tưởng, lẽ sống, niềm tin mình đã lựa chọn. Không những vậy, lợi dụng ảnh hưởng vị trí công tác và hoạt động chuyên môn của mình, ông Chu Hảo đã có những lời nói, phát ngôn, bài viết mang tính xuyên tạc chống đối Đảng và nhà nước, gây nhiễu thông tin, làm phân tâm dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến an ninh chính trị tư tưởng, phương hại đến niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ta. Có thể khẳng định rằng, việc Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cao nhất về Đảng đối với ông Chu Hảo là kịp thời, đúng với tính chất, nội dung, mức độ, hậu quả vi phạm mà ông đã gây ra. Do vậy, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự đồng tình ủng hộ. Sự ủng hộ đó chứng tỏ người dân luôn đặt niềm tin vào tính nghiêm minh của kỷ luật đảng, đồng thời mong muốn đảng thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và kiên quyết chiến đấu để kịp thời sàng lọc, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất nhằm làm trong sạch đảng. Không những vậy, thông qua việc kỷ luật này, thêm một lần nữa nhắc nhở cảnh tình mỗi đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào, làm việc ở lĩnh vực nào, hoạt động ở tổ chức nào, cũng không bao giờ cho phép đứng trên tổ chức đảng, đứng ngoài kỷ luật đảng. đặc biệt, đảng viên có chức vụ càng cao, trình độ cao, có ảnh hưởng trong xã hội thì càng phải tự giác, gương mẫu khép mình vào khuôn khổ tổ chức, nói và làm theo đúng cường lĩnh, đường lối, quan điểm của đảng, thể hiện sự nhất quán về phát ngôn và hành động trong cả lúc đương chức và khi về hưu ở mọi lúc, mọi nơi. một đảng viên thiếu sự khiêm nhường cần thiết của người cộng sản, thiếu đức tính thủy chung của người chiến sĩ cách mạng, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật và không có tinh thần xây dựng. Thái độ cầu thị của một nhân cách chân chính thì không đủ tư cách và không xứng đáng làm người lãnh đạo quần chúng. Bài học này tuy không mới nhưng luôn là điều phải thấm thía đối với bất cứ đảng viên cộng sản nào.